Hôm đó, sau khi ăn cơm tối, Bảo Ngọc không ra khỏi phòng, buồn bã một mình ngồi đối diện với đèn dầu, không sai khiến ai cả, cũng không vui đùa với các A Hoàng, ngồi đọc sách giải khuây, chỉ kêu Tứ Nhi hầu hạ. Mời nhị gia dùng trà. Không ngờ Tứ Nhi là một đứa thông minh lanh lợi, thấy Bảo Ngọc trọng dụng mình nên tìm mọi cách chiều chuộng Bảo Ngọc. Để ta. Cẩn thận nha. Nhị gia. Nhị gia đừng động đậy. Để tôi làm. Đừng động đậy mà. Dứt thánh nhân bỏ trí tuệ, sẽ dứt bọn trộm lớn ném ngọc đập châu. Trong lòng Bảo Ngọc cũng muốn làm lành với bọn họ, nhưng lại sợ bọn họ đắc ý, sau này cứ khuyên răn mãi. Nhưng nếu đem quy tắc bề trên ra mà lấn át họ thì hình như quá vô tình. Chỉ bằng cứ xem như họ đã chết hết rồi, không vướng bận gì cả, trái lại còn được thoải mái hơn. Bàn với dân chúng, dứt bỏ sáu luật, đốt hết nhạc khí, bịt tai sư khoán, thiên hạ mới không có người khoe thính tai. Xóa văn chương, quỷ năm sắc, sơn mắt ly chu, thiên hạ mới không có người khoe mắt sáng. Đốt qua, dứt xạ, trong khuê cát mới hết lời khuyên can lôi thôi. Quỷ sắc đẹp của Bảo Thoa, lấp khiếu thông minh của Đại Ngọc, dứt hết tình ý, trong khuê cát mới không có kẻ xấu người đẹp chênh lệch nhau. Thôi sự khuyên can sẽ không lo nổi xâm thương xích mích, quỷ hết sắc đẹp sẽ không còn mối luyến ái dấn dương, lấp khiếu thông minh mới không còn vẻ tài tình quyến rũ. Kỳ bọn Thoa, Ngọc, Hoa, Xạ đều là những kẻ chăn lưới đào bẫy để cám dỗ hãm hại người vậy. Cô lui ra đi, để tôi. Bảo Ngọc ngủ một giấc đến sáng mới thức dậy, trở mình nhìn lại, chỉ thấy tập nhân còn mặc nguyên y phục đang ngủ trên nệm, không biết gì cả. Mọi chuyện hôm trước Bảo Ngọc đều quên hết. Nằm lại ngủ đàng hoàng đi, coi chừng cảm lạnh đó. Tỷ sao vậy? Tỷ tỷ tốt, tỷ tỷ nói một tiếng cho ta biết đi. Tỷ tỷ tốt, đã qua một ngày một đêm rồi, ta chịu hết nổi rồi, nói chuyện với ta đi. Tôi không nói gì hết, cậu dậy rồi thì tôi qua bên đó chải đầu đi. Để chậm trễ thì sẽ không kịp đâu. Ta phải đi đâu? Cậu hỏi tôi, sao tôi biết được? Cậu thích đi đâu thì đi tới đó thôi. Từ nay về sau, hai chúng ta đừng ai nấy đi, để tránh cãi giả nhau, cho người ta chê cười. Khi nào cậu chán bên đó về đây, thì bên này cũng đã có Tam Tứ Ngũ Nhi hầu hạ rồi. Còn đám chúng tôi chỉ làm dơ bẩn tên họ đẹp mà thôi. Hôm nay tỷ còn nhớ sao? 100 năm sau vẫn còn nhớ. Đâu như cậu, xem lời nói của tôi như gió thoảng, buổi tối nói, sáng ra thì đã quên mất. Ừ.
Nếu ta còn không nghe lời tỷ sẽ giống như cái này. Mới sáng sớm tại sao phải làm như vậy? Nghe lời hay không thì có gì quan trọng mà cậu phải làm tới như vậy chứ? Tỷ đâu có biết lòng ta đang lo lắng. Mau dậy rửa mặt đi. Hôm nay sau khi Bảo Ngọc lên nhà trên, không ngờ Đại Ngọc cũng đến. Nhìn thấy đoạn viết tiếp của Bảo Ngọc, cảm thấy vừa giận vừa buồn cười, nên đã đem về phòng cầm bút lên viết thêm vài câu. Bỗng dưng múa bút ấy kìa ai, tập tọng Nam Hoa học mấy lời, chẳng biết tự mình không kiến thức, lại đem lời xấu dội chê người. Thả rèm xuống mau đi. Con gái lớn của Phượng Thư bị bệnh, mời đại phu đến bắt mạch. Đại phu nói không sao cả, chỉ là nổi trái rạ. Phượng Thư mới thấy yên tâm được đôi chút. Trong nhà Phượng Thư rối rắm hết lên, bên ngoài thì quét dọn thật sạch sẽ, tiếp đón hai vị đại phu. Họ thay phiên nhau bắt mạch kê thuốc, suốt 12 ngày không về nhà. Phim88.com xin hân hạnh giới thiệu đến các bạn bộ phim này. Cây mà đi quét dọn nhà cửa để cúng bà chúa đầu mùa. Còn nữa, ngươi đi báo với mọi người trong nhà kêu những đồ chiên xào. Muội cầm thay vải đỏ để mang y phục cho các nha hoàn trong nhà đi. Giả Liễn này vừa mới rời khỏi Phường Thư thì đã sinh sự. Ngủ một mình mới hai đêm đã cảm thấy vô cùng khó chịu, nên muốn tìm một người đẹp trong đám người hầu để hạ quả. Dặn ra, dặn ra. Vị phu nhân hồi nãy là ai vậy? Là con dâu nhà nào vậy? Tôi cứ tưởng nhị gia nói ai, thì ra là cô ta. Chắc nhị gia biết trong phủ chúng ta có một người không ra gì cả, chỉ biết có uống rượu, tên là Đa Quan chứ. Là tên nghiện rượu đó chứ gì? Phải, người đó chính là vợ của hắn. Hả? Sao lại lấy hắn vậy chứ? Chứ còn gì nữa. Cô nương này á, năm nay mới 20 tuổi thôi, cũng có chút nhan sắc, người nào gặp đều thấy thích. Cô ta lại có tính lẳng lơ, rất thích đông đưa ông bướm. Cái tên nghiện rượu đó thì khỏi nói tới, chỉ cần có rượu có tiền, chuyện gì có mặc kệ. Cho nên người trong phủ chúng ta ai cũng gian díu được. Hả? Nhưng mà không biết cô ta tên gì? Mọi người đều gọi cô ta là Đa Cô Nương. Đa Cô Nương. Con gái của người đang bệnh đang cúng bà chúa mà, người phải kiêng cử vài ngày chứ, đừng làm tổn thương tới tôi. Đừng mà. Bà chúa mà nào chứ, sao ta không ra quan tâm đi. Ta chính là bà chúa rồi. Ta không tránh người đẹp của ta, ta nhớ nàng chết đi được. Hôm nay con gái lớn đã khỏi bệnh, 12 ngày sau phải tiễn bà chúa. Cả nhà tế trời cúng tổ tiên để trả lễ, ăn mừng ban thưởng xong xuôi, Giả Liễn dọn trở về phòng ngủ. Hôm sau thức dậy, sau khi Phượng Thư lên nhà trên, Bình Nhi thu xếp y phục của Giả Liễn để ở bên ngoài.
Đây là cái gì vậy? Đưa cho ta. Đưa cho ta. Bình Nhi. Bình Nhi. Bình Nhi à, đưa cho ta. Bình Nhi à, nếu người không đưa ta sẽ bẻ gãy tay người đó. Mà đưa đây. Nè. Bình Nhi. Bình Nhi. Bình Nhi à. Tôi có ý tốt sợ phu nhân tra hỏi. Người cũng ghê thật đó, người ghê lắm. Đợi phu nhân về tôi sẽ mách lại xem nhị gia làm sao. Bình Nhi tốt, thưởng cho ta đi. Ta sẽ không như vậy nữa đâu. Bình Nhi. Bình Nhi. Bình Nhi à. Ôi, trời. Mở ngăn kéo ra, tìm mấy thứ đồ hôm qua Thái Thái đã nói đi. Dạ. Đồ đặt ở bên ngoài đã đem hết vào chưa? Dạ đem vào rồi. Có thiếu thứ gì không? Tôi cũng sợ sót lại gì đó nên đã kiểm tra lại, nhưng mà không có thiếu. Không thiếu thì tốt, nhưng mà cũng đừng nhiều thêm. Không mất là mai rồi, sao lại có thêm được? Trong nửa tháng qua cũng khó biết lắm, biết đâu còn sót thứ gì đó. Nhẫn, khăn tay, túi thơm, thậm chí là tóc hay là móng tay gì đó, có phải không? Sao mà tôi nghĩ cũng y hệt như phu nhân vậy. Tôi cũng vì sợ chuyện đó nên đã để ý kiểm tra rất kỹ, nhưng không thấy mất mát gì. Nếu phu nhân không tin, những món đồ đó tôi vẫn chưa dọn xong, đích thân phu nhân xem lại là được rồi. Nhà đầu ngốc này, nếu mà chàng ấy có những thứ đó thì còn để chúng ta tìm thấy sao? Trong chuyện này cảm ơn từ thế nào đây? Người đẹp của ta, bảo bối ngoan của ta, sau này ta sẽ đối xử tốt với nàng. Đây là điểm yếu tôi sẽ nắm suốt đời đó. Tốt thì được, nếu không tốt thì sẽ nói ra. Để ở chỗ nàng ta cũng cảm thấy yên tâm. Nhưng chỉ có một điều, nàng phải cất giữ cho kỹ, tuyệt đối đừng để cô ấy biết. Chuyện này người còn phải căn dặn sao? Nàng giữ nó sẽ là mối họa, chỉ bằng để ta đốt đi cho xong. Đồ vô lương tâm, qua được cầu thì rút ván, sau này còn muốn tôi nói dối giúp người sao? Đồ phụ nữ lẳng lơ, làm cho người ta bốc quả lên rồi bỏ chạy mất à? Tôi lẳng lơ kệ tôi, ai bảo người bốc quả làm gì? Không lẽ chịu theo ý của người để cổ biết được rồi hành hạ tôi sao? Nàng đừng sợ, để hôm nào đó ta nổi giận nhất định sẽ đánh ả hay ghen đó một trận tơi tả, để cô ta biết mặt. Ả đề phòng ta như đề phòng ăn trộm vậy. Ả nói chuyện với đàn ông thì được, không cho ta nói chuyện với đàn bà. Chỉ cần ta tới gần họ thì ả sẽ nghi ngờ. Còn ả bất kể là chú bác con cháu, người lớn kẻ nhỏ, đều nói chuyện vui đùa, không sợ ta ghen sao? Sau này ta cũng không cho ả gặp ai. Cô ấy ghen nhị gia thì được, nhị gia ghen cô ấy thì không. Cô ấy vốn đứng đắn đàng hoàng, còn nhị gia thì không đàng hoàng chút nào hết. Ngay cả tôi cũng không yên tâm, đừng có nói là cổ. Hai người nói giống hệt nhau à? Chỉ có hai người là đúng, còn ta thì chuyện gì cũng xấu hết. Sớm muộn gì cũng sẽ chết trong tay ta thôi. Muốn nói chuyện, tại sao hai người không nói chuyện ở trong nhà đi? Sao có một người chạy ra ngoài rồi? Nói chuyện qua cửa sổ là có ý gì đây? Nàng hỏi cô ta đi, làm như trong nhà có cọp, muốn ăn thịt cô ta vậy? Trong nhà không có ai, tôi vào đó với nhị gia làm gì? Chính vì không có ai mới tốt chứ. Câu này là nói tôi sao? Không nói người thì nói ai đây? Đừng có bắt nô tỳ nói hỗn đó. Con nha đầu này muốn phản rồi. Bình Nhi phát điên rồi. Con nha đầu này muốn cưỡi cổ cả ta, coi chừng ta lột da của ngươi đó. Ta không ngờ Bình Nhi lại lợi hại như vậy. Từ nay ta phải nể phục nó rồi. Giờ chàng chịu hư nó thì phải trách chàng đó. Hai người không hòa thuận với nhau thì trút giận lên người ta sao? Được rồi, ta tránh mặt các ngươi á. Dạ, cô chàng tránh đi đâu? Ta đi đây. Ê, quay lại. Ngày 21 là sinh nhật của Tiết Muội Muội. Chàng định làm sao đây? Ta thì biết làm sao chứ.
Muội đã tổ chức nhiều ngày mừng thọ lớn, sao lần này lại không biết làm sao? Tổ chức mừng thọ lớn chẳng qua là có quy tắc nhất định. Bây giờ sinh nhật của muội ấy không phải lớn cũng không phải nhỏ, cho nên mới bàn bạc với chàng. Hôm nay nàng hồ đồ thiệt, đã có ví dụ rồi. Lâm Mười Muội chính là ví dụ. Hàng năm tổ chức cho Lâm Mười Muội thế nào thì tổ chức cho Tiết Mười Muội như vậy thôi. Chẳng lẽ ngay cả điều này thì cũng không biết sao? Lúc đầu thiếp cũng định như vậy đó, nhưng hôm qua nghe lão thái thái nói, hỏi đến tuổi tác và sinh nhật của mọi người, nghe nói năm nay Tiết Mười Muội 15 tuổi, tuy không phải là sinh nhật lớn nhưng cũng là năm tròn tuổi. Lão thái thái nói muốn tổ chức sinh nhật cho muội ấy. Thiếp nghĩ nếu tổ chức cho muội ấy, dĩ nhiên là phải khác với Lâm Mười Muội rồi chứ. Nếu đã như vậy thì làm lớn hơn Lâm Mười Muội một chút hả? 什么叫军纪？什么叫阵法？得了，我看你们是吃饱了耍猴玩呢。 Bảo Thoa biết người già như Giả Mẫu thích xem loại kinh kịch vui, nên đã chọn một vở trong Tây Du Ký. Quả nhiên Giả Mẫu rất thích, sau đó lại lệnh cho Phượng Thư chọn. Phượng Thư cũng biết Giả Mẫu thích náo nhiệt, càng thích vui đùa ồn ào, nên chọn vở Lưu Nhị Nương Y. Quả nhiên Giả Mẫu lại càng vui thích hơn. Nhà đầu báo này, vở Tây Du Ký mà con chọn quá là rất hay. Bảo nhà đầu Lâm cũng chọn một vở đi. Con cũng không biết nên chọn vở nào nữa, xin nhường thái thái và dị thái thái chọn trước. Hôm nay ta muốn vui vẻ cùng các con mà, chúng ta chỉ lo cho chúng ta, mặc kệ họ đi. Vậy thì chọn vở này đi. Sau khi nhập tiệc, Bảo Thoa lại chọn một vở. Chọn vở Lộ Trí Thâm Đại Náo Ngũ Đại Sơn đi. Hả? Chọn mấy vở đó hả? Đệ vẫn chưa hiểu về kịch hát rồi. Đệ qua đây, để tỷ nói cho đệ biết vở này có vui hay là không. Đây là một điệu điểm dáng thần của phương Bắc, âm điệu trầm bổng. Âm lục trong đó thì hay khỏi phải nói, nhưng trong lời hát còn có bài Cỏ Ký Sinh lại càng hay hơn. Đệ đã biết chưa? Tỷ tỷ tốt, tỷ hiểu biết nhiều, hãy đọc cho đệ nghe đi. Anh hùng chùi nước mắt, sử sĩ tiếc chi nhà, lại Di Đà cắt tóc dưới tòa sen Phật, hết duyên pháp chớp mắt thành ly biệt, trần trùi trụi đi về không dính díu, tìm đâu ta nón mưa áo khói một mình đi, mặc kệ ta giày rơm bát dở theo duyên đến. Quả nhiên là từ hay câu hay, càng hiếm có nữa là ý tưởng trong đó không thô tục. Đệ thích nhất, thích nhất câu trần trùi trụi đi về không dướng díu, và cả câu mặc kệ ta. Ba chữ đó đúng là rất tự nhiên, và ba chữ tùy duyên đến rất là tự tại. Bảo tỷ tỷ đúng là sách gì cũng biết, đúng không? Nếu không có tỷ giải thích thì câu từ hay như vậy đệ đã bỏ lỡ mất rồi. Người yên xem hát đi, chưa hát đến màn sơn môn thì huynh đã giả điên rồi. Nhanh lên, nhanh lên. Người phía sau nhanh lên, theo sát đi. Sau khi giảng tuồng, vì Giả Mẫu vẫn còn lưu luyến, vì yêu thích một đào hát nhỏ và một đào hát đóng dây hề, nên lệnh cho người dẫn họ vào. Xin tỉnh an lão tổ tông. Ai là Linh Quang vậy? Ê, nói cho rõ ràng đó. Dạ lão tổ tông, Linh Quang là muội ấy. Còn mấy tuổi rồi? Dạ 11 tuổi. Đang thương thật. Quyên Ương, lấy cho họ một ít thịt và trái cây, ngoài ra thưởng thêm một xu tiền. Dạ lão thái thái. Đa tạ đại lão tổ tông. Bên đây nè.
Lão tổ tông nhìn đi, dáng dấp của đứa trẻ này rất giống một người đó. Mọi người không giống nhận ai, ra sao? Giống ai vậy? Giống ai vậy? Nhìn kỹ lại một chút đi. Nhìn kỹ lại đi. Ê, muội biết rồi, rất là giống gương mặt của Lâm tỷ tỷ. Có giống không? Giống hết đó. Giống phải không? Phi Lũ, mau thu xếp y phục đi, sau đó gói lại hết. Muội muội tốt, muội trách làm huynh rồi. Sáng sớm mai sẽ đi, còn ở lại làm gì chứ? Với nhìn sắc mặt người ta là ý gì đây? Lâm muội muội là người đa nghi, ai cũng biết nhưng không nói ra vì sợ muội ấy giận. Không ngờ muội lại nói ra, muội ấy phải giận thôi. Vì huynh sợ muội làm muội ấy giận nên mới nháy mắt với muội. Bây giờ muội lại giận huynh, không những phụ lòng huynh còn làm huynh bị oan nữa. Nếu là người khác, dù có làm 10 người giận cũng không liên quan đến huynh. Đừng có dùng lời ngon tiếng ngọt mà dụ dỗ muội nữa. Muội giống con bạn là muội muội của huynh mà. Người khác ai cũng có thể nói đùa với tỷ ấy, tại sao muội không thể được? Muội không xứng mà. Tỷ ấy là tiểu thư chủ nhà, muội chỉ là nô tỳ thôi. Đắc tội tỷ ấy là không được. Huynh muốn tốt cho muội lại thành ra có lỗi hay sao? Nếu như huynh có ý gì khác, cho huynh biến thành cho, để cho mọi người chà đạp đi. Đang rằm tháng giêng, huynh đừng có nói bậy. Những lời thề độc không cần thiết, lời nói bóng gió đó hãy nói với những người nhỏ mọn thích bày trò giận lẫy đi. Đừng có nói với muội. Muội muội tốt, muội muội tốt à. Phim88.com xin hân hạnh giới thiệu đến các bạn bộ phim này. Muội muội tốt, chuyện gì cũng phải có lý do, nói ra cũng không cảm thấy ấm ức. Tại sao khi không muội lại giận? Thật ra là lý do gì vậy hả? Huynh hỏi muội như vậy muội cũng không biết là lý do gì nữa. Dù có đem muội ra làm trò đùa cũng đâu thể so sánh với các đào hát. Huynh không hề so sánh muội, cũng không cười muội mà. Huynh còn phải so sánh, còn phải cười sao? Huynh không làm như vậy nhưng còn độc ác hơn người ta nữa. Điều này còn tha thứ được, nhưng tại sao huynh phải nháy mắt với Tương Dân như vậy là có ý gì? Nếu muội ấy không đùa với muội thì muội ấy tự hạ thấp mình rồi. Muội ấy là tiểu thư công hầu, muội vốn là nha đầu nghèo khổ. Muội ấy đùa với muội để muội trả lời lại, như vậy là muội ấy tự hạ thấp mình rồi, không phải là ý này sao? Đây là ý tốt của huynh, nhưng người kia lại không hiểu cho huynh, lại giận hờn huynh. Vậy mà huynh còn tới nói muội, nói muội nhỏ mọn, hành động khó hiểu. Huynh sợ muội ấy đắc tội với muội, muội giận muội ấy, muội giận muội ấy liên quan gì đến huynh? Muội ấy đắc tội với muội cũng liên quan gì đến huynh? Bảo Ngọc nghe Đại Ngọc nói như vậy mới biết cuộc trò chuyện với Tương Dân lúc nãy Đại Ngọc cũng đã nghe rồi. Nếu huynh đi cả đời cũng đừng quay lại nữa, cũng đừng nói chuyện nữa.
rồi, có phải vài ngày sau lại được xem tiếp không? Chắc là Bảo tiểu thư nhất định sẽ mời trả lễ. Tỷ ấy có mời hay không liên quan gì tới ai chứ? Sao lại nói như vậy? Rằm tháng giêng đẹp như vậy, các nương nương và tỷ muội ai cũng đều vui vẻ, sao cậu lại có tâm trạng này? Bọn họ có vui vẻ hay không cũng không liên quan tới tôi. Nếu họ vui vẻ, cậu cũng nên vui vẻ. Không phải ai nấy đều vui sao? Cái gì mà ai nấy đều vui? Bọn họ mới đúng là ai nấy, còn tôi thì cô đơn một mình. Trần trùi trụi đi về không vướng bận. 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 Bảo Ngọc suy nghĩ lại, mình vì không muốn hai người họ giận nhau nên mới đứng ra giải hòa. Không ngờ giải hòa đã không thành công, trái lại còn bị hai bên trách móc. Đúng như câu hôm trước đọc được trong kinh Nam Hoa: người khéo thì cực thân, người hiểu biết thì khổ, người bất tài không cầu mong gì, ăn no rồi rong chơi. Như con thuyền trôi nổi theo dòng nước, lên núi làm thẩu khấu, xuống biển làm trộm cướp. Vì vậy càng nghĩ càng buồn bã, bất giác thấy chán nản vô cùng. Người chứng, ta chứng, lòng chứng, ý chứng, đã không có chứng mới gọi là chứng. Không có gì chứng mới là chỗ đứng. Cậu ấy đã ngủ rồi. À, xin tiểu thư dừng bước. Có một mảnh giấy, hãy xem là nói gì đi. Vậy thôi, không có gì đâu. Người chứng, ta chứng, lòng chứng, ý chứng, đã không có chứng mới gọi là chứng. Không có gì chứng mới là chỗ đứng. Đại Ngọc mang mảnh giấy đó về phòng, hôm sau đem đến cho Tương Dương và Bảo Thoa cùng xem. Không phải ta, không phải người. Theo ai nhưng chẳng biết là ai, tha hồ đi lại không dướng mắt. Vui vẻ hảo quyền thôi cũng mặc, thân sơ ai có kể làm chi. Trước đây lận đận bởi duyên gì, đến bây giờ quay đầu nghĩ lại thật vô vị. Người đại hiểu ra rồi, đều là lỗi của tỷ, là tài cao khúc của tỷ hôm qua mà ra. Những lời bí ẩn trong đạo thư rất dễ cảm quá. Nếu như ngày mai đệ ấy nói ra những lời điên khùng gì dựa theo ý này, thì đều là do bài hát đó của tỷ mà ra thôi. Tỷ trở thành người gây họa rồi. Để muội đi hỏi huynh ấy, hai người đi theo muội, bảo đảm huynh ấy sẽ phải rút lại những lời ngây ngô đó. Người chứng, ta chứng, lòng chứng, ý chứng. Còn có câu huynh ấy tự viết nữa: không phải ta, không phải người, theo nhưng chẳng biết là ai. Bảo Ngọc, muội hỏi huynh, thứ quý nhất là bảo,
Thứ bền nhất là ngọc. Huynh quý ở chỗ nào, bền chỗ nào? Khờ khạo như vậy mà còn muốn tham thiền. Còn huynh đã viết, không có gì chứng mới là chỗ đứng, đúng là rất hay. Nhưng theo muội thấy vẫn là chưa đủ, để muội tiếp cho huynh thêm hai câu: không có chỗ đứng mới thực thanh tịnh. Như vậy mới thật là sự ngộ. Năm xưa Nam Tông Lục Tổ Huệ Năng tìm thầy học đạo đến Thiều Châu, nghe nói Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn đang ở Hoàng Mai, liền xin vào làm quả đồ tăng. Ngũ Tổ muốn tìm người thừa kế Phật pháp, là cho các đồ đệ mỗi người làm một bài kệ. Thượng Tọa Thần Tú liền nói: thân là cây bồ đề, lòng như đài gương sáng, phải nên lau chùi luôn, đừng để cát bụi bám. Lúc này Huệ Năng đang giã gạo dưới bếp, nghe bài kệ đó liền nói: hay thì hay thật, nhưng chưa trọn ý. Rồi đọc ra một câu: bồ đề nào phải cây, gương sáng nào phải đài, vốn không phải là vật, đâu nhóm bụi trần ai. Ngũ Tổ liền truyền y bác cho ông ta. Câu kệ vừa rồi thì ra họ còn giác ngộ trước mình nữa. Chưa ngộ ra được thì mình cần gì phải tự tìm buồn khổ chứ. Ai than phiền đâu, chẳng qua chỉ là giết chơi vậy thôi. Ở đây có một bài thơ, mau qua xem đi. Bỗng nhiên có người đến báo, nương nương sai người đem qua một câu đố đèn, bảo mọi người đoán. Đoán ra rồi thì mỗi người viết ra một câu. Bốn người nghe xong đến phòng của giả mẫu. Các chị tỷ xem đi. Hơi lạnh tan biến, hơi ấm đến. Các tiểu thư đoán ra được thì xin đừng nói ra, mỗi người hãy tự viết trên giấy rồi cùng đem vào trong cung, nương nương sẽ xem đúng hay là sai. Thì ra là giả mẫu nhìn thấy Nguyên Xuân có nhã hứng này, bản thân cũng cảm thấy vui mừng, nên đã cho người làm ngay những bình phong bằng đèn thật xinh xắn, đem để ở giữa nhà, lệnh cho các chị em họ cùng sáng tác. Sau khi viết xong, dán lên đó, sau đó chuẩn bị thêm một ít trà thơm và hoa quả và những thứ đồ chơi khác để làm quà ban thưởng. Còn không mà bá kiến mẹ con đi. Dạ. Trời ơi, khó đoán thiệt đó. Xin thỉnh thái thái. Đẹp thật đó. Lão gia tới. Đẹp thật đó. Chào lão gia. Chào lão gia. Chào lão gia. Giả chính hầu triều về, thấy giả mẫu vui vẻ, lại là dịp lễ tiết, nên tối đó cũng đến tham gia để thêm vui. Sao không thấy Lan Nhi đâu vậy? Lan Nhi nói vừa rồi lão gia không gọi cho nên không dám đến. Trời sinh tính tình kỳ lạ như vậy đó. Mau đi gọi Lan Nhi đến đi. Dạ. Câu đố nương nương đưa ra đã có người đoán trúng, chỉ có chị tiểu thư và tam gia đoán sai. Câu đố của các tiểu thư nương nương đã đoán rồi, không biết có đúng không? Xem đi. Mùi cũng đoán đúng, nương nương quả là thông minh, đoán là trúng ngay. Nương nương ban thưởng ống thơ 6 cái. Thưởng ống thơ đó. Đẹp quá. Lấy đi. Nương nương ban thưởng cọ trà 6 cái. Có cả cọ trà nữa. Vì tam gia viết không rõ ràng nên nương nương không đoán, bảo nô tài mang về hỏi tam gia đây là gì. Viết gì vậy? Mở ra xem thử đi. Mở ra xem thử đi. Mọi người nghe cho kỹ nha. Anh hai có tới 8 cái sừng. Còn anh ba chỉ có 2 cái sừng. Anh hai chỉ muốn ngồi trên giường, anh ba thì thích quỳ trong phòng. Đây viết gì vậy? Viết gì vậy? Một là cái gối, một là đầu thu. Xin thỉnh an lão tổ tông. Mau ngồi xuống đi.
hôm nay nghe nói lão thái thái tổ chức tiệc đố đèn ở đây. Con cố tình chuẩn bị chút lễ vật rượu thịt đến để tham gia. Tại sao có lòng thương các cháu mà không chịu ban cho con trai một ít vậy? Có con ở đây, chúng nó đều không dám cười đùa đó. Con làm ta buồn hơn nữa. Lúc con giải câu đố, nếu đoán không được cũng bị phạt đó. À, đương nhiên bị phạt rồi. À, nếu như con đoán trúng thì cũng được lãnh thưởng phải không? Ừ. Con hãy nhìn những bình phong đó đi, đều là tỉ muội tụi nó làm đó. Con đoán thử cho ta nghe coi. Được, được. Phim88.com xin hân hạnh giới thiệu đến các bạn bộ phim này. Yêu ma hồn vía còn chăng, mình như cuốn lụa hơi đặng sóng rằng. Ai nghe thấy cũng hết hồn, ngoảnh đầu nhìn lại tro tàn khói bay. Đây là pháo mà. Đúng rồi, đúng rồi. Thì ra là pháo. Đúng rồi. Trời chuyển người xoay lý chẳng cùng, người xoay trời đứng cũng không xong. Tại vì tính toán quanh co mãi mà số âm dương vẫn chưa thông. Lão gia có đoán ra không? Đây là cái bàn tính mà. Đúng rồi. Đúng là cái bàn tính. À, trẻ con ngửa mặt nhìn trời, thanh minh là tiếc trong chơi hợp thì, mỏng manh một sợi tu vi. Biệt ly đừng có trách gì gió đông. Lão gia đoán ra được chưa? Là con diều. Đúng là con diều. Thì ra là con diều. Đông ngán phận mình, nghe ca không thích, thích nghe kinh. Đừng cho thân đã chìm trong bể, chói lọi còn nguyên chữ tinh linh. Nương nương thì đố pháo là vật nổ gian rồi sẽ tan tành. Bàn tính của nghinh xuân đố là thư biến động rối loạn. Con diều do thám xuân đố là vật phiêu bồng trôi nổi. Còn ngọn hải đăng do tích xuân đố là thư tịch mịch cô đơn. Lúc này giữa tiết thượng nguyên, sao lại đem những vật không may mắn ra làm thì phải thưởng chơi thật nhiều cho con rồi. Nhưng ta lại không nỡ thưởng đó. Mau đón câu cuối cùng đi. Là nhà đầu bảo làm đó. Đón đi. Áo chầu đầy khói để ai mang, đàn đó chăng đây luôn bẻ bàn. Chú linh sớm không cần đêm thẻ, chị hầu đêm cũng biến thêm hương. Vui đầu trải biết bao hôm sớm, đốt ruột không nài mấy tuyết sương. Thấm thoát bông xuân đà đáng tiếc, kể gì thay đổi cuộc tan thương. Là sợi chỉ mai. Dạ đúng là chỉ mai. Dạ chính thầm nghĩ, câu này cũng không khó gì, chỉ là người còn trẻ mà viết ra những câu chữ này thì cảm thấy không may mắn, không thể mãi mãi hưởng phúc thọ cả đời được. Bất giác trong lòng thấy đau buồn thương cảm, càng thấy phiền muộn, nên lộ vẻ buồn bã. Tâm trạng vui vẻ lúc nãy 10 phần đã mất hết 8-9 phần. Oh.
想把是非。